về cái chuyện của anh cư xá như trong trước nói về Mỹ, rồi sau đó IQ sẽ không nhắc tới cái gì về Mỹ cả. Và nếu mà muốn đàm thoại ngày hôm nay tất cả mọi người, mình có thể nói chuyện về tình hình xã hội kinh tế của Việt Nam hiện nay và những cái gì đó đó, còn cứ cho bắt cho IQ cắt nghĩa một chút trước nha. Ý IQ muốn nói cái vụ ngày xưa là mọi người khi mà qua sống tại Mỹ rồi đó thì mình phải nhìn nhận như vậy. Cái gì bất cứ khi mà mình ở một cái gì đó và mình gia nhập vào một đất nước nào đó thì cái đất nước nó phải có cái đẹp thì mình mới vào. Thí dụ đây, ví dụ nha, thí dụ như mình thấy cái đó là một cái đông cứ thì mình không thể nào chui vô cái đông cứ để mình hửi nó, mình nói ồ mình muốn coi cái đông cứ đó là thúi hay thơm, không bao giờ có. Có nghĩa là mình, khi mình nhìn nó là đông cứ, mình không bao giờ vào. Ý kiểu muốn nói cái ví dụ như vậy thì mọi người hiểu là nếu Thì nước Mỹ không, thì tất nhiên là mình nói quy là cái đất nước Mỹ là một đất nước tươi đẹp, rồi đất nước phát triển hùng mạnh nọ kia tất cả các thứ đúng không? Thì ở đúng. những cái thời điểm, ví dụ như cái thời điểm năm 1988 trở về trước chẳng hạn, đúng không? Mà cái thời điểm ấy các bạn vượt vượt biên được là các bạn vượt biên về vấn đề kinh tế. Đất nước Việt Nam hồi đó đang rất nghèo khổ đúng không? Dạ Chúng đúng, tôi thì ở đúng vậy. đất nước Việt Nam ăn ấy các thứ, các bạn vượt biên được, bạn sang một đất nước Mỹ thì nói chung là ai là Thì chả muốn sống ở đất nước Mỹ cái thời gian đó đúng không? đó thì ý kêu muốn nói là như vậy, tại vì mình phải có một cái gì đó tự trọng. Mình đang ở một đất nước ở đâu, bất cứ ở Việt Nam, mình phải như anh Bằng là những người ở Việt Nam thì anh Bằng phải nói về Việt Nam, bên phía Việt Nam là đúng, chấp nhận những người đã qua Mỹ rồi đã được cái tự do của Mỹ thì mình phải nhìn Mỹ cái chỗ nào nó hay thì mình mới ở. Còn nếu mà Mỹ mà nó quá phức tạp và có nhiều cái chuyện giống như là anh An Lành đồ, anh Lễ Minh đồ, những người nói thì tại sao mình sống ở Mỹ làm gì, đối với IQ vậy thôi. Cho nên IQ những người nói đó, những người đó nói IQ không thuyết phục, không thuyết phục được IQ, đó là như Thôi vậy bây thôi. giờ này, nói Rồi tóm chuyện lại Mỹ là bỏ qua. AQ tao hẳn với trong cái vấn đề này, rồi để cho người Rồi khác rồi. cũng Ok, cảm nhận. cái chuyện đó là như vậy, bỏ qua thì IQ muốn nói như vậy thôi. Còn cái mà ngày hôm nay thì IQ muốn nói lại về cái vụ mà tại IQ có nghe Jason nói về cái vụ mà Trung Quốc nó vào Việt Nam là đồng tiền này, thì mọi người cứ nghĩ là ồ cái đó là cái cách mà làm ăn kinh tế giữa hai nước thì mình nên có những cái tiền, phải không, những cái đồng tiền để mình giao lưu với nhau, mình thanh toán với nhau trong bảy tỉnh của miền Bắc hiện nay. Có nghĩa là ngân hàng nhà nước Việt Nam đã chấp nhận cho đồng tiền nó qua lại. Nhưng các anh chị có hiểu trong cái sự chấp thuận đó nó có nhiều cái, các anh chị thấy không, ngày hôm nay có những cái cách mà họ lách để họ trả tiền bằng cái WeChat. À, cái WeChat là một cái app của thằng 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 Trung Quốc. À, anh bạn có nghe vụ đó chưa? Xin lỗi, bây giờ là cái Rồi rồi. vụ đấy mình nghe rồi, nhưng mà cái vấn đề nhà nước mình có đồng ý cái chuyện đấy không? Không đồng ý, người dân lách luật, bọn khách du khách Trung Quốc người ta lách luật thì mình đang tìm những biện pháp để mình chấn chỉnh cái đó. Cái điều lách luật thì ví dụ như AQ làm neo ở bên kia đúng không? Người ta trả tiền mặt. AQ ví dụ lấy nhiều khi không khai thuế, đó là cái lách. Nhà nước Mỹ có đồng ý không? Thằng Trung Quốc nó dùng cái thẻ kia nó thanh toán nọ kia tất cả các thứ, nhà nước Việt Nam không đồng ý. Hiện nay đang chấn chỉnh lại và bắt được những người nào mà dùng được những cái đó thì nói chung người đó phải chịu trước cái nhà chức trách Việt Nam thôi đúng không? Thì không, Đấy. thì ý kêu muốn nói là đúng, anh bạn nói đúng đúng là cái đó là chưa gọi là nhà nước chưa chấp nhận, nhưng ý kêu muốn nói là như vậy. Tại khi mà mình mở ra một con đường, mình mở ra một cái cơ hội thì người ta sẽ làm. Rồi từ từ những chuyện gì xảy ra, để kêu liệt kê hết cho anh bạn coi nè, cái tiến trình của người Trung Quốc đã muốn làm gì cho Việt Nam mình. Các nhiều khi các anh chị cứ là không tin và nghĩ là ồ đó là cái kinh tế đã làm ăn, nhưng cái đó là cái từ từ đã hán Tôi hóa dân tộc nói Việt Nam của mình. xin lỗi này, không bao giờ có Rồi. ý muốn của Rồi. tôi hiện của Việt Nam hiện nay chiếm cả nước Mỹ đúng không? Đấy là Rồi. ý muốn của người ta. Còn Rồi. lại nước Mỹ có cho một số ông Việt kiều ở Cali chiếm cả nước Mỹ không là một cái vấn đề khác đúng Rồi. không? Cho nên là bây giờ ví dụ tôi cũng muốn chiếm nước Trung Quốc đây đúng không, nhưng mà thằng Trung Quốc Rồi. có muốn cho tôi chiếm không? Rồi. Thằng Việt Rồi. Nam có muốn cho Trung Quốc chiếm không? Cho nên các bạn Rồi. ở bên kia các bạn đừng có một cái có một tí thì các bạn suy nghĩ cái gì Trung Quốc, cái gì Trung Quốc. Không có chuyện đấy. Hiện nay đầu tư của Trung Quốc và Việt Nam vẫn đứng thứ 9. Các bạn phải nên nhớ một điều như thế, bây giờ. Rồi rồi thì IQ muốn nói như vậy nè, cái gì mà nó liên quan tới quốc gia thì nó không phải là một ngày một đêm.
cũng phải 1 năm 2 năm. Bây giờ này, nhưng mà cái đó nói một phút nữa. Rồi, một phút. Cái đó là rồi cái đó là cái tiến trình mà người Trung Quốc đã nhìn từ lâu và họ đã làm gì. Thì kêu tóm tắt lại những cái vụ án được xảy ra và những cái hợp đồng, những cái ký kết để cho người Trung Quốc được vào trong nước để mở cửa ra không cần visa, thì các anh chị nói đó là ngoại giao để giảm ăn kinh tế, chấp nhận đi. Rồi từ từ cái vấn đề cứ biết để cho trái kêu một phút, trái kêu một phút thôi. Nói đi anh Bằng, nói. Bây giờ nhá, nói với AQ một điều là cái visa chẳng qua là vấn đề tiền bạc thôi. Còn Trung Quốc vào đây phải có hộ chiếu. Rồi. Tất cả đừng có lo Trung Quốc, Trung Quốc gì cả. Không. Cho AQ một phút, AQ sẽ xuống. Biết là mọi người đang bức xúc, nhưng mà xin anh Bằng, nếu cho anh AQ nói thì đúng một phút AQ xuống đi ạ. Thì AQ chỉ vạch ra cho mọi người thấy được cái tiến trình nó như thế nào. Không phải ngày hôm nay là mình nói Trung Quốc nó xâm chiếm Việt Nam là xâm chiếm Việt Nam, không phải. Nhưng mà mình phải nhìn qua cái quá trình 20 năm này, những tiến trình đã làm gì, và đã nó dựa theo cái kinh tế để mà bắt Việt Nam phải ký những hợp đồng và mở những cái cửa khẩu nè, cho tiền dùng nè, đó là bước đầu nha. Rồi từ từ rồi nó đi vào, rồi từ từ rồi kỳ bây giờ này cái chuyện tôi đã nói ra quy rồi. Hiện nay nhá, Việt Nam ví dụ như mở cửa mời gọi tất cả các công ty ở bên nước ngoài vào đầu tư ở Việt Nam, kể cả Nhật Bản, kể cả Trung Quốc, kể cả có ai có điều kiện thì đầu tư Việt Nam, với cái thời gian cho thuê đất là maximum là 70 năm, đúng không? Hiện nay Việt Nam có rất nhiều cái khu công nghiệp, khu chế xuất, các khu kinh tế mở. Nhưng mà tại sao, tôi hỏi AQ, tại sao thằng Trung Quốc đầu tư ít vào Việt Nam như thế, đứng thứ 9 trong tất cả các nước đầu tư vào Việt Nam? Con số này nhá, không phải do tôi phịa ra, không phải do chính phủ Việt Nam phịa ra, mà đó là thực tế do Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng ADB, đúng không? Nếu mà như thế, ví dụ như Trung Quốc nó tràn vào, nó đầu tư ở Việt Nam, ví dụ như Campuchia hiện nay nó đầu tư 80-90% tổng số đầu tư nước ngoài là của người Trung Quốc, Myanmar là 70%, thấy chưa? Cho nên hiện nay là người ta là kinh tế, về vấn đề kinh tế hết, chứ không phải có chính trị. Chính đây là ok rồi AQ nói một câu này, kêu xuống nè anh Bằng đi, mọi người cứ nhìn vào trên giấy tờ là cái đó là lầm. Tại vì Trung Quốc rất là tinh vi, không bao giờ làm việc trên giấy tờ cả. Tất cả những gì họ nhờ những người rồi ta, nhờ không những phải người Trung Quốc. Bên nước ngoài để không có giấy cho... tờ gì. Tôi nói xin lỗi AQ, nói thế rồi. Tôi hiểu rồi. Thì không. Thằng Việt Nam nhá, ví dụ lấy vợ lấy chồng nhá, mấy con chân dài Việt Nam nó sẵn sàng nó đá quốc gia nó lấy tài sản, thấy chưa? Chứ đừng có nghĩ là bây giờ lại không, sao không, để đầu không tư phải, chui tại luồn vì... kia tất cả thứ. Bây giờ anh nói một câu cuối cùng, anh ký xuống nè. Tất cả mọi người Việt Nam hiện nay hiểu rõ một điều 100% về kinh tế của Việt Nam không lệ thuộc vào bất cứ nước nào ngoài Trung Quốc ra. AQ nói một câu đó thôi, đúng hay sai thì các anh chị cứ lên phản biện. Cho nên anh Bằng nói là Trung Quốc, kinh tế đầu tư của Trung Quốc là đứng thứ 3, thứ 5 sau các nước khác. Đứng cái thứ điều 9, đó, đứng thứ 9 năm 2017. Rồi, mọi người ở Việt Nam hiện nay, cho những người yêu nước đi, cho lên đây phản biện với AQ, cho AQ có biết được cái đó là cái xác thật hay không, hay là những cái điều chuyện đó này chỉ giả. Bây giờ này tôi chỉ ra AQ biết cái này nhá, về AQ sẽ search vào trên Google, search vào cái số liệu của Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, không cần phải ấy gì cả, AQ về search vào, đúng không? Chứ không phải bây giờ nhá, không phải là tất cả là đầu tư của Trung Quốc. Bây giờ cứ nói là phép, tôi bảo là đầu tư của Nam Triều Tiên với Nhật Bản với Mỹ với Singapore, Đài Loan. Năm 2017, okay. rồi. Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam đứng hàng thứ 9 trong tất cả các nước. Nói thế thôi. Okay. Ok. Không rồi, cần rồi, phải, rồi, phải okay, đưa rồi, một dẫn chứng gì cả. Rồi, ok bạn, cảm ơn. Nguyễn Xuân Long không có camera thế. Rồi xem. Bây giờ vấn đề về của Việt Nam thôi, cũng mời anh Cư Sá Duyên Tân lên. Có khả năng anh tìm hiểu được thì anh trả lời được, đâu có gì đâu. Cho nên là cái này, đấy. Vâng. Anh Bằng. Dạ. Ok. Nhiều thứ quá mình không nhớ, nhưng mà mình thấy cái ví dụ... Cái đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam mà AQ sợ, nó cũng sợ cái kiểu như là kiểu rất sân bùi đấy. Tức là Vâng. Nhưng mà nghe kiểu ví dụ cái chữ đóng kích nghe ghê quá. Ví dụ như nói cái gì mình thấy cái đóng kích cái gì nói gì liên hệ, nhưng đại khái là nói
là mình sống ở Mỹ, những người mà sống ở Mỹ, ví dụ như tôi nhé, Trung Quốc đứng thứ 9. Thì nếu mà mình đại khái là nói là nếu mà mình sống ở Mỹ mà mình không có tôn trọng Mỹ hay là mình không có tánh tự trọng thì mình sống ở Mỹ làm gì? Cái để nói cho anh bằng lại mọi người nghe là cái đó là cái vũ khí của những người chống cộng ở bên này. Những người có cái tư duy chống cộng bên này họ có cái vũ khí thứ nhất là nếu mà ai mà khác tư tưởng với họ thì họ cứ nói, họ cứ đuổi về Việt Nam, nói chứ vậy sống ở bên Mỹ làm gì? Mình thấy vô lý. Mình nói đi nói lại hoài cái vấn đề này mà như mình nói họ nghe xong họ lại bỏ qua bên, họ lại nói lại như cũ. Ok. Chỉ có một máy để anh live stream thôi, thành công em chỉ có camera anh mời trực tiếp này thôi, chứ anh em mời lên đây mà ví dụ như anh trả lời Mexico của em thì là không ấy được, anh chỉ có một máy thôi. Đấy. Thành công là em phải đổi máy hoặc cái mạng của em như thế nào đi. Rồi xin mời anh cứ giáo như thân. Ok, thì mình nói anh ở Mỹ, ví dụ như AQ ở Mỹ thì anh cứ việc anh ở Mỹ, anh suy nghĩ là quyền tự do của anh. Anh muốn suy nghĩ như là quyền anh. Tôi suy nghĩ như thế nào là quyền tôi. Chứ mỗi lần mà tôi suy nghĩ khác anh, cái là anh đòi đuổi cho về Việt Nam hay là cứ đề nghị tại sao anh ở Mỹ làm gì không về Việt Nam. Cái đó là một cái lập luận nó vô cùng ấu trĩ, không liên hệ. Anh ở Mỹ anh quen rồi, tôi ở Mỹ tôi quen rồi, tôi ở Việt Nam hay là nếu mà tôi không ở Mỹ tôi đã ở Phi Châu rồi nữa, ở đâu quen đó. Tôi có gia đình gốc rễ rồi, nằm hết ở bên này rồi. Cái chuyện mà xuyên tạc thì của nó thì mình biết, nhưng mình phản biện những cái xuyên tạc của chúng nó đâu có vấn đề gì đâu mà cậu nó phải quá quan trọng hóa về vấn đề như thế, hiểu không? Chúng nó xuyên tạc là quyền của chúng nó, còn mình phản biện được cái xuyên tạc của chúng nó, đúng không? Chứ có cái chuyện đấy có phải là mình không phản biện được đâu. Rồi xin mời anh Ok, thì đó thì cái vũ khí thứ nhất đó là đòi đuổi mày về Việt Nam, mà họ đâu phải là nhân viên cư trú Hoa Kỳ đâu mà họ có quyền họ đòi đuổi về Việt Nam, thì họ lầm lẫn cái đó, họ cũng chỉ là dân ngu cu đen như mình thôi, họ chả có cái quyền gì hết đòi đuổi người khác về. Cái vũ khí thứ hai ấy, là cái mũ cối, họ cứ lấy cái mũ cối họ chụp lên đầu ai mà không có đồng ý tức cùng quan điểm thì họ chụp cái mũ cối lên đầu họ là cộng sản, mà họ quên mất đó là làm một người cộng sản nó có dễ. Bây giờ tôi không muốn làm người cộng sản, tôi cũng chả làm được. Cho nên cái cách lập luận mà cứ nói chứ ở Mỹ mà sao không có thấy Mỹ hay kia, tại sao ở Mỹ làm gì, cái đó cái lập luận nó nên bỏ đi, cái lập luận cũ quá rồi, đám cờ vàng ở bên này xài. Ok, cái thứ hai mình muốn nói là cứ mình cứ lo sợ Trung Quốc nó hán hóa mình, cứ lo sợ. Mình thấy tôi thật sự tôi không có lo sợ anh bằng đây. Vâng. Tại vì tại sao mình phải lo sợ? Mình sống ở bên này mình có nhiều chuyện để lo lắm. Ví dụ như là những người mà như tôi, ví dụ như EQ hay những người, tại sao có nhiều chuyện để lo hàng ngày, tại sao mà ngồi bên này mà cứ lo bên Việt Nam? Cái chuyện đó không phải là chuyện của anh, cái chuyện đó là chuyện của nhà nước Việt Nam, của những người có thẩm quyền, họ có lo cái chuyện đó. Với lại á, Trung Quốc á, nó là hàng xóm của mình, khổng lồ của mình, nhưng mà nó mất cả mấy ngàn năm nó còn chưa hán hóa mình được nữa, lấy gì lý do gì tự nhiên nó hán hóa mình được? Nó không thể hán hóa được một cái dân tộc đó, mà mỗi một người ấy, họ đều không thích bị hán hóa thì làm sao nó hán hóa được? Cho vâng nên, anh ngay cả anh cũng không... vâng anh cư xã dư thân tôi trả lời như này, có thằng Việt Nam nó hỏi nữa và okay. Trả lời luôn cả AQ mà tại sao bây giờ những người Việt ở Việt kiều bên Mỹ, một số anh Việt kiều yêu nước cứ ca ngợi Việt Nam, Nam tốt, Việt Nam hiện nay coi như là kinh tế phát triển và yên bình. Người ta bảo tại sao các anh không về Việt Nam sống? Chứ người ta không, ví dụ tôi không từ nói từ cái từ đuổi thì nó hơi nặng vì người ta chẳng có thẩm quyền gì mà đuổi, anh hiểu không? Bây giờ như vậy, tôi nói ví dụ như bản thân tôi. Hiện nay tôi sống, quê tôi ở ngoài Bắc, tôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh 31 năm nay rồi. Mà hiện nay giả sử tôi ở thành phố Hồ Chí Minh tôi không làm cái gì nữa. Vì tôi có tuổi, tôi 5 năm tuổi trở lên, tôi không làm gì nữa. Đúng không? Bây giờ tôi về quê tôi sống thì tôi thấy ở quê nhá, cảnh rất là yên bình, rất đẹp đẽ, không khí thoáng mát, rất thích hợp. Nhưng bây giờ bảo tôi chuyển về quê sống thì liệu tôi có về không? Đúng không? Nó còn giảm được rất nhiều cái, con cái nọ kia tất cả các thứ hiện nay nó sống ở đây, nó làm việc ở đây. Thứ hai là hiện nay tôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh 31 năm nay rồi, cái kiểu sống của tôi nó quen rồi. Đấy,
Thì bây giờ tôi về quê, bây giờ tôi phải thay đổi toàn bộ cái cách sống của tôi để phù hợp với cái cách sống ở quê. Tất nhiên là tôi thì coi nó là tốt đấy. Như các anh ở bên Mỹ thì là một cái chuyển đổi nó một cách rất khác nữa. Đấy, cho nên là tôi trả lời AQ với lại cái Việt Nam cái câu hỏi như thế. Rồi, cái câu trả lời của vâng. anh Bằng thì nó cũng y hệt như là mình nói. Mình vâng. cái tư duy của mình về về chính trị hay tư duy của mình về một cái môi trường nào đó, đó là cái tư duy của mình thôi. Còn cái chuyện mà mình thay đổi chỗ ở là nó tùy theo thời điểm. Ví dụ như bây giờ tôi thấy tôi chưa đi được, nhưng mà đâu có biết được trong tương lai tôi có thể đi được làm sao. Con người mình á, người ta sẽ thay đổi một cái môi trường nào đó nếu mà người ta cảm thấy thích hợp. Mình dùng cái câu này rất là chung chung, có nghĩa là đến anh làm sao anh biết được tôi không đi, cái thời điểm nào mới chín muồi mà thích hợp cho tôi đi thôi. Nhưng mà cái đó là cái quyết định của tôi. Anh không cần phải nói cho tôi biết, hay là anh không cần phải kêu tôi đi ngay lập tức. Tôi đi khi nào tôi cảm thấy thuận lợi. Ok, trả lời được chưa? Cho nên cái vấn đề mà người ta ở chỗ nào chỗ kia là không phải vấn đề của anh đâu. Anh đừng có kêu người khác đi chỉ vì người ta không đồng ý anh. Thì mình nói vậy thôi, mình lan man nhiều vấn đề quá. Mỗi lần mà lên mình tập trung một vài cái, nếu mà mình muốn tranh luận với nhau về vấn đề mình thì để mình nói với anh Bằng là có hai cái mình muốn nói là sống ở Mỹ làm gì, về tại sao không về Việt Nam thì mình đã trả lời. Thứ hai là lo sợ Việt Nam mình bị Hán hóa. Thì tôi nói không có phải lo sợ, cái lo sợ không cần thiết. Tôi có nhiều chuyện để tôi lo lắm. Đã có những người chính phủ nhà nước Việt Nam họ lo cái chuyện đó. Anh không có sống ở cái môi trường đó. Đúng. anh lo quá, thành đang nghe giống như là đang đạo đức giả, cho nên anh không cần lo đâu. Tôi hoàn toàn chả lo. Mình tin tưởng hoàn toàn. Bây giờ tôi nói với anh như này này, đơn giản ví dụ như đất nước mình ấy, cái thời gian trước ấy là cũng đông người Hoa người ta sống đây lắm. Nhưng năm 1978 thì có một cái chiến dịch người Hoa về nước. Thành cùng là hiện nay tổng số người Hoa người ta ở Việt Nam là chỉ 5% dân số thôi. Nhưng mà người Hoa người ta sống lâu năm ở đây, người ta coi đất nước Việt Nam cũng như đất nước của người ta. Đấy. Người ta đâu trước, cũng... Trước năm 75 đó anh Bằng. Vâng. Cho mày nói, trước năm 75 á, khi mà mình đi vô chợ lớn, mình giống như mình đi qua một cái xã hội của người Hoa. Bao nhiêu chữ Hoa rồi, người ta nói tiếng Hoa luôn. Nhưng mà bây giờ chợ lớn nó vẫn còn đó, nó cũng không đi đâu hết. Nhưng mà tôi nhớ... nhiều lần tôi về tôi ra chợ lớn mà tôi không biết đó là chợ lớn, bạn tôi dẫn đi rồi ngồi xuống ăn mì ở đây là đâu rồi, nó là chợ lớn. Ủa chợ lớn mà tại sao người ta nói tiếng Việt hoàn toàn, nhưng mà nghĩ chắc người ta có thể nói tiếng Hoa được, tao nói tiếng Việt hoàn toàn, lại mấy cái biển đó, tiếng Việt hết, có nghĩa là người Hoa họ đã Việt hóa rồi, người ta đã chấp nhận cái này là quê hương của họ rồi, họ đâu cái cơ hội mà họ sẽ quay trở về tàu không bao giờ có. Nước Việt Nam là quê hương của họ, cho nên rõ ràng là mình Việt hóa họ rồi, cho nên những người chứ không phải mà người ta, vâng, không phải người hán ta hóa mình, hán hóa mình mà mình Việt hóa là sao? Đấy. Nước này là nước của mình nhé, cái cơ hội mà để hán hóa mình nhé, nó khó hơn là mình Việt hóa họ, cho nên mình phải suy nghĩ vậy. Tàu mà nó sang đấy đi làm mà lại lấy vợ Việt Nam mà vô quốc tịch Việt Nam đó, thì cơ hội nó bị Việt hóa là nó cao khủng khiếp lắm, 90%, 95% luôn. Đến 30 năm sau nó Việt Nam mẹ rồi, nó chả có muốn, nó chả biết gì rồi, 30 60 năm nữa là nó coi như hết bả rồi, hết thế hệ nó luôn. Bây giờ nhá, anh lo bò trắng răng. Dạ. Anh tôi xin nữa. Lỗi anh cư xá Duy Tân thế này. Ok. Đất nước Singapore hiện nay 70% dân số là người Hoa. Người ta dùng song ngữ tiếng Hoa và tiếng Anh. Nhưng mà anh thấy không, khi mà ví dụ Trung Quốc có một cái gì đấy thì là từ thời ông Tổng thống Lý Quang Diệu, bây giờ đến Thủ tướng Nguyễn Diệu, bây giờ con ông làm Thủ tướng Lý Hiển Long, đều đứng lên phản đối Trung Quốc một cách kịch liệt. Đúng không? Thì cái người Hoa người ta như thế nào? Đúng không? Người ta coi đất nước Singapore là một đất nước riêng biệt của người ta. Chỉ có nguồn gốc của mình thôi. Nguồn gốc mình là người Hoa thôi. Họ cho họ rồi. Nguồn gốc thôi, chứ còn nước của họ là nước Singapore. Cũng như bây giờ quan trọng cho mình nói trước khi quên là ví dụ như là trường hợp mình hay cá nhân mình đi, mình là cái thế hệ đầu tiên ở Mỹ, cho nên á cái tư duy mình nó hơi khác lại con mình á. Mình hỏi nước của nó là nước nào, quê hương của nó nào, chắc chắn là nó nước Mỹ, tại nó không biết gì về Việt Nam hết. Cho dù mình có tìm cách mình giảng giải cho nó bao nhiêu lần á, nó biết nó là nguồn gốc người Việt Nam,
nhưng mà nó không có một kỷ niệm, nó không có một gì hết, thành ra nó là người Mỹ. Ok, còn mình á, mình bị nó tùy người, tùy mỗi người, thì mình á là mình không thể nói là mình là hoàn toàn Mỹ. Mà cái thằng này, cái thằng Việt Nam mà nó ngu, cái đất nước Singapore thành lập năm nào, Đảng Cộng sản Trung Quốc coi như là năm 1949 nhé, mới thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa nhé, thì mày lại bảo là coi như là chạy tị nạn cộng sản sang Singapore. Thôi thằng ngu mày ngồi im đi, mày không biết một cái gì hết đấy. Anh Bằng ơi, mình nói vậy ngắn ngắn thôi để cho EQ hay người khác nói. Dạ. Ok để, ok anh Bằng. Ha. Vâng. Ok, cảm ơn. Trả lời cho AQ về cái vấn đề ngoại tệ một, trên tàu. Một phút thôi. Được. Một phút luôn thì 30 giây hoặc 5 phút cũng được. 30 giây thôi. Bây giờ nói cho AQ hiểu này. Tức là cái ngoại thương của Việt Nam ngày càng lớn. Nếu mà chỉ sử dụng đồng đô la Mỹ thì cái số lượng nó sẽ, cái nhu cầu nó sẽ càng ngày càng cực kỳ lớn. Thì tức là cái giá cả, cái tỷ giá ngoại hối của đồng nội tệ Việt Nam nó không phải là 22-23 nghìn, nhưng hiện tại nó có thể lên đến 30 nghìn. Cho nên là để hạn chế cái việc mà đồng đô la tăng giá, và cũng để khống chế cái đồng đô la làm sao mà nó duy trì ổn định hoặc nó càng ngày nó càng giảm xuống, thì người ta cho phép dùng các đồng ngoại tệ khác mà dựa trên cái nhu cầu thực tế của người dân vùng biên giới là có trao đổi giao thương bằng tiền nhân dân tệ. Cho nên là người ta chỉ so sử dụng cái đồng nhân dân tệ ở vùng biên giới, cái vùng biên giới thôi, để hạn chế việc sử dụng đồng đô la Mỹ. Đó. Và như thế không phải lệ thuộc vào đồng đô la Mỹ quá nhiều. Đó. Em xin hết. Em xin nhắc anh em mỗi người chỉ nên cho hai câu hỏi, không nói nhiều quá là người ta không nhớ được. Những người phản biện cũng không nhớ được đâu. Diễn đàn nha. Chào anh Bằng và chào tất cả mọi người. Chúc mọi rồi, người có buổi trời tối thật vui và hạnh phúc. Vừa mới nghe ở trên diễn đàn của anh có rất nhiều cái vấn đề của AQ và một số anh em ở bên hải ngoại nói về vấn đề Trung Quốc, và như thế là một số các cái vấn đề mà AQ hỏi ấy, thì tôi nói này trước, trước hết là tôi trả lời cái ông Việt Nam này cái. Ông vâng. Việt Nam ấy, ông ấy như thế là nói cái câu đó là không có một cái ý thức tìm hiểu cho nó kỹ mà dám lên mạng nói những cái câu như thế, người ta cười chứ sao ngu vậy. Người Việt gốc, người gốc Hoa, người Trung Quốc, người ta sang Singapore từ thế kỷ thứ 18 nhá. Nói toàn nói linh tinh người ta cười chứ. Bây giờ tôi cuối cùng vâng, rồi nó cuối cùng vừa nãy nó lại câu mang một câu đó, bảo tôi nói về cái chạy nạn tị nạn cộng sản thì đã làm sao, sao mọi người nói tôi, mà nói ngu thì mọi người phải xử chứ gì. Nói về nó phải chuẩn xác. Tị nạn cộng sản nào, cộng sản đến năm bốn, cộng sản Trung Quốc đến năm 49 mới được thành lập, mới được ra đời, mới đẻ, mà người ta sang từ thế kỷ thứ 18 rồi mà để bảo là chạy tị nạn cộng sản, nói nó phải chuẩn. Không nên người ta cười cho, người ta lại chửi cho ngu, không biết đi. Thôi bây giờ này tôi nói với AQ một chút về cái đồng tiền. Tôi là cái người mà làm ăn và buôn bán với Trung Quốc gần 20 năm. Tôi không lạ gì cái việc như thế là đồng tiền giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc ở các cái vùng biên giới. Đó là với cái đồng tiền giao thương cho nó rất tiện lợi, đúng như anh gì anh vừa nói đấy. Để hạn chế cái đồng đô la. Đúng rồi, khó lên. Mà phải dùng cái đồng tiền của Trung Quốc để giao thương với nhau và được đổi bằng tiền Trung Quốc sang tiền Việt Nam. Đấy là có thật và có cái chuyện đó, nhưng chỉ anh ở anh Thế Minh Hoàng này. Còn một cái vấn đề nữa mà mọi người chưa hiểu là cách đây hình như 1-2 năm ấy, đồng nhân dân tệ đã trở thành một cái đồng tiền thanh toán của thế giới rồi. Ok, chuyện đấy là đương nhiên. Vâng. Vậy thì tôi nói như này, chúng ta ý của mọi người là muốn nói rằng là chúng ta phụ thuộc vào Trung Quốc. Yeah. Về kể cả đến vừa rồi là phụ thuộc vào cả đồng tiền rồi phụ thuộc vào như thế là cái việc giao thương. Do vậy mà mọi người ở hải ngoại đấy là rất lo lắng về cái việc là sợ mất đất nước Việt Nam cho Trung Quốc và Trung Quốc nó hán hóa mất. Thế thì tôi trả lời AQ thế này nhá. Thứ nhất là việc
giữa hai nhà nước ký kết với nhau về hợp tác song phương toàn diện, trong đó có vấn đề du lịch. Bạn phải nên nhớ rằng nước Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng sát lách với nhau và có một cái đường biên giới gần 2.000 km. Thế vậy thì không mở cửa khẩu với Trung Quốc để là giao thương với Trung Quốc thì mở với Mỹ à? Và mở với này những cái ông ở mãi châu Âu châu Mỹ à? Anh Đinh Trung Hoàng ơi, có một cái điểm này nữa này. Em nói ra tức là có một điểm này nữa mà các anh không chú ý cái câu mà cuối cùng mà trước khi xuống ấy mà AQ muốn nói với ấy, tức AQ bảo là nói gì thì nói, hiện nay nền kinh tế y tế của Việt Nam phụ thuộc vào nền kinh tế Trung Quốc. Đấy, bây giờ đấy. Tôi sẽ trả lời cho. Vâng, đấy. Có một cái điểm đấy AQ nói với. Đấy, tí nữa tôi sẽ nói cái vấn đề đấy. Vâng, dạ. Thế vậy thì tôi nói với mọi người là đã là một nước láng giềng thì chúng ta mở cửa thông quan với nhau để giao thương về mặt kinh tế. Tôi lấy ví dụ, bây giờ chúng ta cũng sang bên Trung Quốc, hai nước ký kết với nhau không cần phải hộ chiếu, đó là chuyện bình thường mà, cũng như là nước Mỹ với cái nước gì đấy sát lách nhau đấy, không cần visa, không cần có không phải visa, mình nói visa thôi, cái hộ chiếu thì là không phải visa gì riêng kể cả, lên làm mỗi cái giấy phép thông hành thế là đi khắp đất nước Trung Quốc không phải vấn đề gì cả. Tôi là cái thằng chuyên làm thông hành, đi là một phát là 7 ngày thế là đi hết đất nước Trung Quốc xong lại về, chẳng có vấn đề gì cả, không cần phải visa, đó là chuyện bình thường. Thế mà người Trung Quốc sang Việt Nam cũng thế thôi, và người ta chỉ kiểm soát ở vấn đề hải quan, ở vấn đề hải quan người ta sẽ kiểm soát rất chắc chặt chẽ người này sang Trung Quốc làm gì, ở đâu, đi đến đâu, và người ta phải khai rõ trên giấy thông hành thôi, có đúng không? Thế vậy thì bây giờ giao thương với Việt Nam, người Trung Quốc, vừa rồi tôi ở trong Nha Trang ấy, người Trung Quốc đầy đường luôn. Thế bây giờ bọn chống cộng cực đoan ở nước ngoài nó này bảo là bây giờ bán cho Trung Quốc rồi, toàn người Trung Quốc thôi, thậm chí như thế là đài phát thanh và truyền hình của Nha Trang nói toàn tiếng Trung Quốc. Đấy, nói toàn tiếng Trung Quốc. Thế vậy thì bây giờ tôi mới nói với mọi người thế này này. Thành phố Nha Trang một ngày thu trên 12 tỷ đồng do thu nhập từ như thế là việc du lịch, mà trong đó có tới 70-80% là người Trung Quốc. Đúng rồi. Đúng không? Nó mang tiền sang nó tiêu là mình thu được ngoại tệ tốt quá. Thế sao lại phản đối được? Thế còn tại sao lại phải phát tiếng Trung Quốc? Bởi vì nó nhiều người Trung Quốc như thế mà mình phải dùng tiếng Trung Quốc để nói hướng dẫn Trung Quốc, người ta biết, để hướng dẫn cho người ta. Đấy, về cái... để cho cái bọn Trung Quốc nó không xuyên tạc được nữa, đúng không? Thế vậy thì ví dụ cái này có những cái kẻ nó muốn chống Việt Nam chẳng hạn, nó sang nó bảo Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam, nó giới thiệu với cái đoàn du lịch của nó là trước đây như thế là Hoàng Sa mới lại Việt Nam là một tỉnh của Trung Quốc chẳng hạn như thế, thế nên bây giờ nó nói người dân Việt Nam không biết này. Vậy thì nhà nước phải dùng tiếng đó để hướng dẫn du lịch cho khách. Đó là chuyện bình thường, có cái gì đâu mà phải xuyên tạc. Hả? Thế và vấn đề thứ hai, nói với AQ này. Cái câu mà AQ bảo là cái câu nói với cuối cùng đấy là nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc vào nền kinh tế Việt Nam hoàn toàn là phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc. AQ có một cái sai lầm rất lớn, đó là lúc Lào cũng nghĩ là sợ Trung Quốc. Và lúc Lào cũng nghĩ là no nhờ là Việt Nam mất về tài Trung Quốc. Xin trả lời AQ này nhá. Hai anh cạnh nhà, một thằng thì đẻo cáng, một thằng thì đàng hoàng, đúng không? Nhưng không thể ngày nào cũng đánh nhau, không thể ngày nào cũng chửi nhau được. Tôi biết tính anh rồi thì tôi phải có cái đối sách để tôi đối xử với anh, và tôi có cái cách để làm việc với anh, đúng không? Cũng giống như một nước thôi. Ý đồ của Trung Quốc như thế nào? 1.000 năm đô hộ Trung Quốc còn không hán hóa được lỗi dân tộc Việt Nam. Cũng chỉ cái ý đồ của Trung Quốc làm sao Việt Nam không đọc được. Đến chúng ta là người dân còn đọc được cái vị đấy, cũng chỉ là đảng và nhà nước.
đúng không? Người ta thừa biết phải làm thế nào. Không phải, chúng ta không nên lo những cái việc đó thái quá. Nhá. Thế và chúng ta không bao giờ để cho mình phụ thuộc vào bất cứ ai mà đảng nhà nước đã đang đi đúng hướng, tức là đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ với tất cả các nước trên thế giới. Đó là mục tiêu của đảng và chính phủ Việt Nam. Như vậy là nhằm mục đích gì? Không phụ thuộc vào bất kể một thành phần kinh tế nào, không phụ thuộc vào thành phần chính trị của tất cả một cái đất nước nào, kể cả Mỹ. Như vậy này, tôi nói với mọi người rằng đó là mục tiêu đúng hướng, đúng không? Vậy em xin tiếp lời anh một câu như này. Hiện nay Việt Nam quan hệ với tất cả các nước trên thế giới, từ Nhật Bản, Nam Triều Tiên, Trung Quốc, rồi Mỹ, tất cả các thứ. Thế giới hiện nay là thế giới phẳng, các nước quan hệ với nhau. Bây giờ ví dụ như này, nếu mà Mỹ và Trung Quốc cắt đứt quan hệ kinh tế với nhau, thì nền kinh tế Mỹ như thế nào và nền kinh tế Trung Quốc như thế nào, đúng không? Nghĩa là Việt Nam là một nước nhỏ. Bây giờ em mới đặt giả sử ra Trung Quốc cắt quan hệ về kinh tế thôi, còn về chính trị thì em không quan tâm. Rồi. Thì Trung Quốc cũng thiệt hại, nhưng mà nhà nước, người ta là nước lớn, người ta thiệt hại một phần nào đó, Việt Nam thiệt hại lớn, đúng không? Cho nên mình mới nói là hiện nay kể cả Mỹ và Trung Quốc mà cắt đứt quan hệ kinh tế với nhau, thì hai nền kinh tế đi, mà nó ảnh hưởng lớn, có khi là thậm chí có khi là cả nền kinh tế thế giới thì sụp ấy, chứ không phải ấy, đúng không? Cho nên là chính xác, các nền kinh tế hiện nay nó đan xen đan cài lẫn nhau. Đấy, nó có một anh phân tích một chút nữa về vấn đề này. Dạ. Nếu Trung Quốc và Mỹ đánh nhau về vấn đề kinh tế, hai ông lớn triệt hạ nhau. Thứ nhất là hai ông đều sứt đầu mẻ trán. Và đúng tất rồi. Cả các cái nước khác cũng ảnh hưởng không kém, mà nền kinh tế cả thế giới bị chao đảo. Chắc vậy chắn. Thì tôi nói với ông này, nếu chúng ta phụ thuộc vào Trung Quốc, vâng, thì chúng ta sẽ phải chịu rất nhiều vấn đề. Bởi vì mọi người đang nói là chúng ta nhập siêu quá nhiều của Trung Quốc. Bởi vì hai nước chúng ta đang hiện nay anh ạ, em cung cấp anh một số liệu. Năm 2016 Việt Nam nhập siêu của Trung Quốc 28 tỷ đô la, nhưng đến 2017 thì cái nhập siêu của Việt Nam sau Trung Quốc là 22 tỷ đô la, tức là mình đã giảm được xuống 6 tỷ đô la, và em nghĩ rằng năm 2018 sẽ kéo được xuống nữa. Vâng. Đấy, thế là anh mới đang phân tích từ đấy để anh mới lấy một cái ví dụ để chỉ tiêu cho cái mục đích của Việt Nam là gì, là phải làm thế nào kéo cái nhập siêu đối với Trung Quốc xuống, dần vâng. dần sẽ giảm xuống và đang có cái chỉ số rất là tốt. Đã, đó là vâng. từ năm 2016 đến bây giờ chỉ số nhập siêu đối với Trung Quốc bắt đầu đã giảm dần. Và wow. phấn đấu đến năm 2025 là tiến hành, tức là chỉ nhập siêu của Trung Quốc có một phần đấy. So với này năm 2016 chứ wow. chưa nói để đến. Tức là vậy mình nói này, phải tăng cường cái xuất khẩu sang Trung Quốc đấy. Và nhất là cái ưu thế hàng nông sản của mình. Wow. Vậy thì hiện nay nhà nước Việt Nam đang xuất khẩu sang bên Trung Quốc chiếm 70% đấy, về nông sản chính và đó. Về thủy sản. Vâng. Thế vậy thì tôi nói với mọi người rằng đó. Chúng ta nông lâm thủy sản chung cái mũi nhọn đang cái thế mạnh của chúng ta là nông lâm thủy sản, và chúng ta đang chích cái mũi nhọn đó để chúng ta giảm được bớt cái nhập siêu xuống. Đó là chủ trương đúng không? Vậy thì mọi người đừng lo rằng là Việt Nam lệ thuộc vào kinh tế của Trung Quốc, rồi đừng lo là Việt Nam sẽ trở thành một đất nước của Trung Quốc. Thế rồi là cái mà chúng ta đang nói đó là gì? Đó chỉ là những cái luận điệu xuyên tạc của bọn chống cộng cực đoan ở nước ngoài thôi. Chứ còn dạ. nói bây giờ ở Việt Nam đến cả người dân không ai người ta nghe. Người ta không nghe cái việc đấy bởi vì nó không có thật. Nó không có thật. Anh nói thế chứ anh nói nữa thì người ta cũng chẳng nghe. Anh tha hồ anh rêu rao ở bên nước Mỹ đi, cũng không ai nói đâu.
không ai nghe các anh đâu. Do vậy mà nói với AQ này này, AQ nói có nhiều vấn đề, nhưng trong đó có vấn đề nước Mỹ và có vấn đề của Việt Nam. Đã bàn về tình hình kinh tế phát triển và xã hội của Việt Nam thì tôi sẽ nói với AQ hai điều như thế, và một điều thứ ba nói với AQ thế này. Chờ anh xíu, chờ một chút xíu. Tôi nói vấn đề thứ ba với AQ nhé. AQ bảo là cái sự âm thầm của Trung Quốc để đánh vào kinh tế của Việt Nam và dần dần chỉ đạo Việt Nam để không đi rồi theo Trung Quốc nha. Đúng, AQ nói câu đấy gì? Bây giờ nó nói với AQ thế này. Ngay từ thời chiến tranh chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Phạm Văn Đồng ấy, bây giờ lúc bấy giờ đấy, Trung Quốc còn yêu cầu là đưa quân sang, đưa vũ khí sang để giúp Việt Nam đánh Mỹ. Nhưng Thủ tướng Phạm Văn Đồng không Việt Nam rất tỉnh táo, rất tỉnh táo, không đồng ý, không đồng ý. Thậm chí cho cấp cho hàng nghìn chiếc xe và đem quân sang tập trung để đánh Mỹ. Nhưng Thủ tướng Phạm Văn Đồng là người đầu tiên phản đối và không chấp nhận. Đấy, anh giúp tôi về vũ khí, về thực phẩm, tôi cảm ơn anh. Nhưng anh đưa người sang là tôi không đồng ý. Tôi tự chúng tôi sẽ giải quyết được cái việc của chúng tôi mà được, không cần đến anh phải đem xương máu của các anh sang để giúp chúng tôi. Đó, tiền bạc cực kỳ, tiền bạc thì chúng tôi có khả năng tôi trả nợ được các anh, nhưng xương máu thì không trả nợ. Xương máu không bao giờ trả nợ. Không bao giờ trả nợ. Cho nên đừng nói là rằng là Việt Nam phụ thuộc vào Mỹ. Bạn đừng suy nghĩ thái quá như vậy. Bởi vì chúng ta đọc được vị nhau. Một hai thằng đều là ngang tài. Rồi anh Minh Đỗ chờ một tí xíu để cho anh ấy. Đấy, tôi nói với anh như thế, còn nhiều vấn đề khác thôi anh Vinh. Của Bộ Thông tin Tuyên truyền của cái chính phủ quốc gia Việt Nam Lưu Vong.